Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là van áp suất điều hòa của Ford EcoSport Forerunner. Sản phẩm là hàng xịn anh em nhé. Van áp suất này tuy nhỏ nhưng mà nó có rất là nhiều công dụng trong bảo vệ hệ thống điều hòa. Đó. Van áp suất của đời này thì nó sẽ là lên bản gen trong này. Đấy, đây chính là cái chân kim, anh em nhìn thấy không? Chân kim để điều chỉnh van áp suất. À, thân của nó sẽ ra ba giác điện nhá, ba giác kim anh em này. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trì, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.